Đây xích xác một con Land Rover này. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Máy đã bị tháo tung này. Còn mỗi cái đầu xe đây. Tem vẫn còn này, cái lưới tản nhiệt vẫn còn này. Hệ thống đèn này chắc là cũng thay sửa rồi. Theo tôi đánh giá thì khung gầm còn tốt nhé. Khung gầm rất chắc chắn. Tung cái vô lăng này, đồng hồ vẫn còn này, bộ này. Tóm lại con xe này là không lấy được gì ngoài khung gầm. Đam mê dòng này thì đầu tư nhiều đấy. Chẳng còn gì.